Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh đồ bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 200 cho các anh, tổng cộng là 15 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình đồng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản, các anh cộng thêm 10.000, em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em vào chi tiết mã số 1. Mã số 1 em lên là một cây mỏ lết răng. Cây này hiệu Hit, hàng của Nhật, mình viết tắt của chữ Hitachi ha. Đây em sẽ quay chi tiết. Chỗ này có một cái tem, cái tem thông tin của sản phẩm, nhưng mà nó tróc cũng gần hết rồi, các chữ trên này cũng trôi hết rồi. Cây này thì được sơn nước sơn màu đỏ ha. Nó cũng có một số cái vết trầy xước cái nước sơn tại vì hàng đã qua sử dụng các anh. Ở trên này có chữ Hit này, viết tắt của Hitachi ha. Cây này là 350ml các anh. Logo nội địa Nhật đầy đủ, Japan. Nó tổng thể là còn nguyên vẹn hết luôn nha các anh, không có bị cấn móp gì ha. Rồi mặt sau này drop forget, thép ràng nha các anh. Trên này nó cũng có khắc cái dòng chữ drop forget các anh. Bây giờ em sẽ đo cái kích thước của nó khi mà chưa mở ngàm ha. Chiều dài của nó là 32,5cm. Và bây giờ em sẽ vặn mở ngàm ra. Ngàm vặn thì rất là trơn tru luôn ha các anh, miệng ngàm bên trong này. Đó, răng còn rất là đẹp luôn ha các anh. Đó, các cái răng này còn rất là mới đẹp luôn. Về cái phần ngàm này thì nó mở tối đa được là 6,5cm nha các anh. 6,5cm. Các anh đợi một tí em đi lấy cái cân. Em sẽ cân luôn cái trọng lượng của cái mỏ lết răng này nha các anh. Trọng lượng của cây này tới 1,3 kg nha các anh. Giá của nó là 250.000, mã số 1. Mã tiếp theo là một cây tu vít tự động. Cây này hiệu Anet, hàng của Nhật nha các anh. Đây, cái hiệu Anet được in trên này các anh. Anet Japan. Ở cái phần, cả phần đen đỏ này đều là bằng nhựa nha các anh. Và tổng thể còn nguyên vẹn hết luôn này. Nó không có bị nứt hay là bể gì cả nha các anh. Mặt sau này cũng có dòng chữ BATP Made in Japan ha. Rồi, mũi vít này còn rất là đẹp luôn này các anh. Đầu này là đầu BH2 nha các anh. Này các anh về sử dụng một thời gian mình cũng có thể là tháo ra mình thay cái mũi khác, có thể là một cái đầu trừ các anh. Đây. NO2. Đầu BH2 còn rất là mới đẹp luôn. Nó bị rớt, sorry các anh. Đây, lắp vào đây. Lắp vào mình sử dụng ha. Cái này tự động thì mình có thể này, xoay qua phải này. Đổi chiều, xoay qua trái. Cái thanh này ở giữa, mình cho nó ở giữa. Thì sẽ cố định ha các anh. Rồi về kích thước của cây này thì chiều dài tổng thể của nó là được 9cm nha các anh. Giá của nó là 130.000, mã số 2. Mã tiếp theo là một cây khóa 8 số, cây này hiệu Top, hàng của Nhật nha các anh. Đây. Cái hiệu của nó đây các anh, hiệu Top này. Và
8 số bên này, cái đầu nhỏ trước là lần lượt là 10, 12, 13 và 14 nha các anh. Đây. Bên này là 17, 19, 21 và 22. Cái thanh bên này nước xi cũng còn khá là sáng bóng, khá là đẹp ha các anh. Mặt sau này thì sẽ có các cái thông tin này. Mã là M848 Drop Forget Alloy Steel, thép rèn nha các anh. Là Japan, hàng của Nhật ha. Rồi về kích thước thì chiều dài của cây này là 24,5 cm, giá của nó là 300.000, mã số 3. Rồi, mã tiếp theo là một cây cảo, một cây cảo hai chấu hiệu Snap On, cái này hàng của Mỹ nha các anh. Em quay tổng thể trước này. Cái hiệu Snap On thì sẽ được khắc chìm vào trên này các anh. Snap On, mã là GC92, USA, xuất xứ từ Mỹ ha. Để các anh xem các thanh cảo này, nước xi này, sáng bóng luôn ha, còn rất là mới luôn, không hề bị tróc xi một tí nào luôn các anh. Cái này có thể là hàng dùng lướt cho nên em thấy là vẫn còn rất là mới luôn này. Đó, từng cái ngóc ngách luôn ha. Rồi cái thanh này em xoay, có thể là xoay lên xuống trơn tru luôn ha các anh. Này, phẳng lên này, xuống này, cái đầu này các anh. Và cái thanh cảo này nó có cái phần lò xo này các anh. Đây mình sử dụng, mở này lên ha, thả ra. Đó, lò xo hoạt động nhịp nhàng trơn tru luôn ha. Về kích thước của cây cảo này thì chiều dài của cái thanh này, thanh ti này là 11 cm, còn thanh cảo này là được 8,5 cm nha các anh. Cái thanh ngang này là được 10 cm. Này đưa qua thì nó sẽ có cái nấc để giữ lại ha các anh. Đây, giữ lại bên này cũng vậy, đến đây ha. Rồi hoặc là mình cho nó ở giữa. Cái này thì em thấy là phù hợp cho các anh sưu tầm thôi ha. Các anh nào mà đang chơi những cái món đồ snap on, mình có thể là bổ sung cái cảo này vào bộ sưu tập của mình ha. Giá của nó là 850.000, mã số 4. Một cây cảo snap on của Mỹ. Mã tiếp theo là một cây búa bi. Cây này hiệu Vau Hang các anh, hàng của Mỹ luôn. Đây, trên cái phần đầu búa thì người ta sẽ khắc laser cái thông tin này, Vau Hang Made in USA, hàng của Mỹ nha các anh. Đầu mặt búa này, mặt búa còn láng bóng rất là đẹp luôn các anh. Mặt sau thì người ta khắc chìm vào cái dòng chữ Where Google 7, B7B. Đó, còn rất là đẹp ha các anh. Đầu búa nguyên vẹn luôn ha. Bên này là đầu bi tròn này. Đó, em thấy cái búa này còn rất là mới luôn nha các anh. Bên trên này cán hay cán gỗ, có một đầu niêm bằng kim loại ha các anh. Đây, đến cái phần cán thì có một cái tem hiệu Vau Hang, còn nguyên vẹn luôn ha các anh. Đó, rất là mới luôn. Bên dưới này có một cái phần tem bọc xung quanh cái phần cán nữa nè các anh. Cái chỗ tay cầm của mình này, ProJoy Contractor Tool. Đây, có một cái vết rách tem ở đây một tí nha các anh. Đây, nó bị rách đây một tí. Made in the USA này, hàng của Mỹ. Mặt sau thì nó sẽ có cái phần tem còn lại các anh. Nó sẽ có thông tin của sản phẩm này, SIN 1869, 100% Made in the USA ha. Các cái thông tin toàn bộ bằng tiếng Anh và một cái tem mã vạch hiệu Vau Hang này, mã vạch đầy đủ luôn hả các anh. Cán thì còn nguyên vẹn hết luôn này, không có bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Vân gỗ này còn rất là đẹp luôn. Cây này em thấy là còn rất là mới, rất là phù hợp cho các anh sưu tầm luôn ha. Chiều dài của cây búa này là 35 cm. Về cân nặng thì cây này nó nặng 630 g cho các anh, giá của nó là 550.000, mã số 5. Mã tiếp theo là một cây kéo cắt cành, cái này hiệu ARS, hàng của Nhật nha các anh. Cái này cũng là hàng mới luôn, chưa sử dụng nha. Đây,
hiệu Ares thì cái phần chốt này, chốt của này là bằng nhựa nha các anh, được khắc chìm cái hiệu Ares này. Bên dưới cái phần lưỡi là cũng khắc chìm luôn. Ares Corporation, công ty Ares ha, 120. Mặt sau thì cũng khắc vào cái dòng chữ Made in Japan, xuất xứ từ Nhật ha các anh. Cán này thì được bọc bên ngoài bằng vỏ nhựa màu đỏ này. Hàng mới luôn, còn nguyên vẹn tất cả. Chỗ này thì khắc hiệu Ares và hình con cá sấu là cái logo của thương hiệu này ha các anh. Đó, chốt cài này. Đó, mở ra lưỡi nè các anh, lưỡi cắt này. Đó, hàng mới cho nên là nó không có vấn đề gì cả nha các anh. Lò xo. Đó, em sẽ đo kích thước của cây này. Chiều dài của cây kéo cắt cành này là 19,5 cm các anh. Còn về phần lưỡi thì nó được 5 cm ha. Giá của nó là 250.000, mã số 6. Mã tiếp theo là một cây kéo bếp. Cái này hàng của Đức nha các anh. Này, cái hiệu của nó, cái logo thương hiệu này là hình hai con người nè các anh. Friodes inox ha, chất liệu là inox và cái chữ bên dưới là chữ Germany nè các anh. Kéo của Đức ha, kéo bếp. Đây, cái phần cán thì sẽ được sơn màu đỏ này. Cũng có một số cái vết tróc cái nước sơn của mình nhưng mà cũng không đáng kể nha các anh. Cũng còn rất là mới luôn ha. Tổng thể là nguyên vẹn hết luôn. Và mình xem cái phần lưỡi bên trong này. Đó, lưỡi kéo. Cũng còn rất là đẹp luôn, không có bị mẻ gì cả nha các anh. Nguyên vẹn hết luôn ha. Rồi, cái phần bên này, lưỡi nó cũng có răng cưa này. Các anh chờ em tí. À, đây rồi, tiếp tục nha các anh. Cái phần răng này là để mình bấm càng ghẹ các anh. Như mình ăn ghẹ thì mình để vào đây, mình bấm. Thao tác nhẹ nhàng luôn hả các anh. Bây giờ em sẽ test luôn cái phần lưỡi cắt. Đấy, cắt giấy, lưỡi cắt ngọt ngào luôn hả các anh. Rồi, về kích thước của cây kéo này thì chiều dài tổng thể của nó là 20,5 cm. Còn về cái phần lưỡi thì lưỡi kéo này, lưỡi kéo thì được 7 cm đó các anh. Giá của cây này là 250.000. Các anh sử dụng cây này có thể là cắt các cái đồ trong nhà bếp các anh, cắt thịt cũng được. Mã số 7, 250.000. Mã tiếp theo là một cây búa đinh. Cây này đầu búa làm bằng đồng nha các anh. Đây, hiệu của nó là Amco, hàng của Mỹ. Rồi, đầu búa trên này, đầu búa thì được khắc chìm vào cái chữ mã là H19. Cái hình thoi này bên trong cái chữ là FM các anh. Các cái đồ bằng đồng hay có cái chữ FM như thế này, AL, BR, ELBR ha. Rồi, cả phần đầu búa này là nguyên khối bằng đồng luôn nha các anh, đúc bằng đồng luôn ha, nguyên khối, nó rất là đẹp luôn này. Anh xem mặt búa này, nó mặt sau thì nó mới khắc cái hiệu Amco các anh. Amco này cũng ở trong cái hình thoi này. A, M, P, C, O thì cái chữ B nó sẽ dài hơn tí ha. Nó cái hiệu Amco. Tổng thể là còn nguyên vẹn hết luôn nha các anh. Nó kể cả cái phần cán này mà cái đầu niêm của nó cũng bằng đồng luôn nè các anh. Đó, cả bộ như vậy rất là đẹp ha. Rồi đầu bẫy đinh này. Đầu bẫy đinh này cũng còn nguyên vẹn và em thấy là cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi đến cái phần cán các anh, cán thì cán gỗ. Trên này thì người ta khắc khắc chìm vào trên cái thân cán là chữ em cô, sau đó người ta sơn cái màu xanh lên ha, đó, chữ em cô. Rồi, ở chỗ này thì xung quanh cái phần tay cầm thì người ta có các cái họa tiết như các cái lỗ như là tổ ong các anh, cũng là một phần mình cầm rất là chắc tay á, không có bị tuột nha các anh, thao tác ha. Đây, các cái họa tiết rất là đẹp luôn. Bên dưới này tổng thể cán là nguyên vẹn hết luôn nha các anh, không có bị nứt nẻ gì cả nha.
Và các anh xem cái màu của cái phần vân gỗ này cũng còn rất là đẹp luôn ha, sáng bóng luôn này. Về kích thước của cây búa này thì chiều dài của nó là 32 cm, cái đoạn ngang này là được 11,5 cm các anh. Còn về cân nặng này, về cân nặng thì cây này nó nặng 470 gram. Cây búa đinh bằng đồng này mã số 8, các anh liên hệ đến số điện thoại của em sẽ báo giá cây này ha. Mã số 8. Mã tiếp theo là một cây khóa 4 số hiệu Senki các anh, hàng của Nhật. Đây, 4 số lần lượt là 10, 12, 13 và 14 nha các anh. Ở phần giữa thì sẽ có cái hiệu Senki khắc chìm vào luôn ha. TRW2B. Đó, cả hai mặt đều như vậy luôn các anh. Đó, tổng thể là còn nguyên vẹn hết luôn nha, không có bị nứt hay là bể một cái chi tiết nào nha các anh. Rồi, mình sẽ xem cái bên trong cái đầu khóa 10 và 12. Đó, bên trong nguyên vẹn ha. Mình test đây. Đổi chiều ha. Đó. Hoạt động rất là trơn tru luôn. Bên này là 13 và 14 này. Đổi chiều. Đó, đầu nào cũng còn hoạt động trơn tru hết luôn nha các anh. Về kích thước thì chiều dài của cây này là được 17 cm, giá của nó là 250.000, mã số 9. Mã tiếp theo là một cây búa bi hiệu Stanley. Búa bi, cây này hiệu Stanley, hàng của Mỹ nha các anh. Hiệu Stanley thì sẽ được khắc chìm vào bên trên cái phần đầu búa nè các anh. Stanley, cái mã của nó là 337, nó hơi mờ, 3098 các anh. Cái mã này 3098 và cái size là 12 OZ ha. Đó, đầu búa còn nguyên vẹn hết luôn ha. Chỗ cái phần này người ta sơn màu đen các anh, người ta chỉ chừa lại cái phần hai cái đầu thôi ha. Đó, mặt búa này láng bóng luôn các anh, mới đẹp luôn ha. Rồi, mặt sau này đầu bi tròn. Đó, tổng thể là nguyên vẹn hết luôn và em thấy là cây này rất là mới, phù hợp cho các anh sưu tầm luôn. Đó, cán gỗ và có đầu niêm bằng kim loại ha. Rồi, đến phần cán này. Đó, các anh xem cán thì còn nguyên vẹn hết luôn ha, không có bị nứt nẻ gì cả. Và các cái vân gỗ này còn rất đẹp luôn các anh. Nó thiết kế thì nó sẽ to đến đây, nó nhỏ dần ha các anh. Chỗ này có một cái tem chú ý nha các anh, caution này, chú ý này. PSA protect your eye, nhớ mang kính bảo hộ khi sử dụng nha các anh, bảo vệ mắt ha. Đây, các cái chữ bằng tiếng Anh. Đó, một cây búa bi rất là mới luôn, phù hợp cho các anh sưu tầm nha. Rồi, về kích thước của cây này thì chiều dài của nó là được 34 cm. Còn về cân nặng thì cây này nó nặng 440 gram nha các anh. Giá của nó là 600.000, mã số 10. Mã tiếp theo là một cây búa đinh, cây này hiệu Bloom các anh, hiệu Bloom, hàng của Mỹ. Mình xem phần đầu búa trước nha. Bên trên đầu búa thì sẽ có một cái tem này, cái tem hiệu Bloom, sinh năm 1856 và cái size là 20 OZ. Nó tem còn nguyên vẹn hết luôn hả các anh. Cái này các anh xem này, tổng thể nó còn rất là mới. Cái này có thể nói là hàng mới luôn á các anh. Đó, hàng dùng lướt cho nên nó vẫn còn rất là mới, đẹp luôn. Đây, mình xem mặt búa này. Đó, láng bóng luôn hả các anh. Đó, tổng thể là nguyên vẹn hết luôn này, đầu bế đinh này. Bên dưới này có khắc luôn hai cái số nè các anh, 20 ha, cái size 20 OZ. Cả cái phần cán này là làm bằng sợi thủy tinh nha các anh. Cái phần màu đỏ này liền xuống là bằng sợi thủy tinh. Còn cái phần đen này là bọc bên ngoài thêm cho mình cái lớp cao su nha các anh. Chỗ tay cầm để mình cầm êm tay ha, cầm chắc tay luôn. Đây, chỗ này có Bloom này, Bermapon. Cái này người ta in lên thôi các anh.
em lên cái cán sợi thủy tinh ha, cán còn nguyên vẹn hết luôn này, không có bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Mặt sau thì tương tự những cái búa khác cũng sẽ có cái chú ý. Đây là hình ảnh minh họa luôn này. Warningware CC Google User and Bystander. Đó, đây là các cái thông tin ha, bảo vệ mắt, mang kính bảo hộ các anh. Đây bên dưới cũng tương tự có một cái hình ảnh luôn này. Đóng đinh này, búa và cây đinh này, nhớ mang kính bảo hộ ha. Đây cũng các cái dòng chữ tương tự, chú ý ha. Nó cán này cao su mềm, cầm rất là êm tay luôn nha các anh. Đó, và cây này còn rất là mới, không có vấn đề gì cả. Gương này ở đây có một cái lỗ, mình tra dây vào mình tre búa lên được luôn hả các anh. Rồi về kích thước của cây này thì chiều dài của nó là 33 cm, còn về cân nặng, cân nặng thì cây này nó nặng 780 g nha các anh. Giá của cây này là 850.000, mã số 11 cho một cây búa đinh hiệu Bloom hàng của Mỹ, rất là mới luôn các anh, phù hợp cho các anh sưu tầm luôn. Mã tiếp theo, mã tiếp theo là một cây kềm bấm chết, cây này hiệu Craftsman hàng của Mỹ luôn các anh. Các anh xem qua tổng thể này, nó còn rất là mới luôn ha, không có bị tróc xi quá nhiều. Ở đây mã của nó là số 9 này, 45341, Craftsman thương hiệu được khắc chìm lên bên trên luôn ha các anh. Đây, sáng bóng luôn ha, không có bị tróc xi gì luôn các anh. Chỗ này press really here, lát nữa mình sẽ nhấn vào đây để mở cái phần ngàm ra các anh. Đây mặt sau thì sẽ có cái xuất xứ made in USA này, nó khắc chìm vào luôn các anh, rất là đẹp. Rồi, mình mở ngàm thì mình sẽ nhấn vào đây, thao tác rất là nhanh luôn các anh. Răng bên trong này, răng cái này em thấy là cũng còn khá là đẹp ha. Đóng, nhấn vào, thao tác rất là nhanh luôn, và cái miệng của nó cũng không có bị lệch quá nhiều các anh. Về kích thước thì chiều dài của cây này là được 22 cm, giá của nó là 650.000, mã số 12 cho một cây kềm bấm chết hiệu Craftsman hàng của Mỹ. Mã tiếp theo là một cây búa rìu, cây này hiệu Edwin các anh, hàng của Mỹ luôn. Búa rìu cán bằng da và cái phần bao lưỡi cũng bằng da luôn các anh. Bây giờ em sẽ tháo ra ha, cho các anh xem chi tiết. Đây mình xem cái phần bao da trước này, bằng da và còn nguyên vẹn hết luôn, không có bị rách ở cái phần nào nha các anh, không bị nứt gì luôn. Đây, ở đây người ta may các cái đường chỉ này cũng rất là tỉ mỉ luôn các anh, khâu lại ha, và có các cái chốt cố định, chốt bấm vào rất là chắc chắn luôn. Và chỗ cái phần này có khắc vào bên trên cái phần da mình luôn cái thương hiệu nè các anh, Edwin này, rất là đẹp không, tỉ mỉ luôn hả các anh. Rồi đây là cái phần vỏ ha, trên này cũng có các cái họa tiết hình chiếc lá này, rất là đẹp luôn. Rồi đến cái phần búa rìu này, đây mình xem tổng thể trước nha các anh. Đó, tổng thể nguyên vẹn hết luôn ha, và cây này còn rất là mới luôn nha. Đây cái hiệu Edwin, cái tem của nó thì sẽ được dán ở trên cái phần cán này. Edwin thương hiệu hả các anh, cái này là xuất xứ từ Mỹ nha. Rồi, các anh xem cái phần đầu búa này, láng bóng luôn hả các anh, còn rất là mới luôn. Anh xem lưỡi này, lưỡi còn rất là đẹp luôn. Cái này là hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó vẫn còn mới nha các anh, như là hàng dùng lướt á, nhìn vẫn còn rất là mới. Đó, mặt búa này, mặt búa là cũng láng bóng luôn các anh, rất là đẹp luôn ha. Rồi đến phần cán này, cán này là cán da nha các anh. Đây, cán da còn nguyên vẹn hết luôn. Bên dưới này thì người ta cũng khắc cái thương hiệu này, Edwin, Edwin Rockford 14A made in USA, xuất xứ từ Mỹ ha các anh. Đây hai con chốt niêm lại này, cái này bằng kim loại nè các anh, rất là chắc chắn luôn ha. Và bên dưới này còn có một cái phần nhỏ này để mình bấy đinh hoặc là mình khui cái nắp bia các anh, nó rất là tiện lợi luôn ha, tích hợp luôn.
Về kích thước của cây này thì chiều dài của nó là 30 cm, cái phần ngang này là được 10,5 cm, lưỡi rìu là được 7 cm nha các anh. Còn về mặt búa thì ngang mặt búa là được 1,5 cm, chiều dài mặt búa là 4,5 cm. Em cân trọng lượng cây này luôn đó. Cây này nó nặng 550 g nha các anh. Mã số 13, cây búa rìu Edwin của Mỹ, cán da và bao da luôn. Các anh liên hệ đến số điện thoại của em sẽ báo giá cây này ha. Mã 13. Rồi, mã tiếp theo. Mã tiếp theo là một cái đầu lắc léo á, một cái đầu lắc léo hiệu Snap-on. Hàng của Mỹ nha các anh, và đầu là đầu 1/2. Đây, mình xem cái thương hiệu trước đi ha. Đây. Sẽ được khắc khắc chìm vào bên trong luôn nha các anh. Snap-on này. Mã là S8, xuất xứ USA, hàng của Mỹ ha. Đây, đầu 1/2. Còn nguyên vẹn hết luôn ha các anh. Rất là đẹp luôn. Và nước xi sáng bóng luôn này, không có bị tróc xi gì luôn nha các anh. Vẫn còn rất là mới ha, đầu của nó này. Ban đầu thì có một vết tróc xi nhỏ ở đây các anh. Nó cũng không đáng kể ha. Tổng thể cũng vẫn còn rất là nguyên vẹn, mới đẹp luôn. Cái này thì mình sử dụng để mình vào các cái góc hẹp các anh. Ví dụ mình bẻ qua này ha. Các cái góc như thế này. Nó góc như thế này, mình sử dụng rất là tiện luôn các anh. Này thì mình đây em cũng có một cái cần 1/2 luôn, nhưng mà cái này nó cũng đã lắc léo rồi. Ví dụ mình gắn vào đây á các, dài thêm đoạn nữa ha. Đây. Sử dụng này. Cái này thì mình lắp vào một cái cần lắc bình thường á các. Nó cố định. Mình lắp thêm cái này vào, mình sử dụng thì mình sẽ bẻ được vô các cái góc hẹp á các. Rất là tiện lợi luôn ha. Về kích thước thì cây này chiều dài của nó là 7 cm nha các anh. Đây, trong lòng bàn tay thôi. 7 cm. Giá của nó là 350.000, mã số 14. Một cây cần một cái đầu lắc léo hiệu Snap-on, hàng của Mỹ nha các anh, đầu 1/2. Và mã cuối cùng là một cây cần lắc léo, cây này cũng hiệu Snap-on và cũng 1/2 luôn, đầu 1/2 luôn. Đây. Quay tổng thể trước hả các anh. Cái thương hiệu thì nó sẽ nằm bên dưới đây các anh, khắc chìm vào luôn ha. Snap-on này. Cái mã là SNI8A, xuất xứ USA của Mỹ hả các anh. Ở đây thì có một số cái vết nó tróc xi, cũng không đáng kể các anh. Nhìn tổng thể vẫn còn rất là mới. Đây, phía bên trên này còn rất là mới luôn ha. Nó không hề bị tróc xi gì luôn các. Rồi đến cái phần trên đầu này. Đầu này là đầu 1/2 nha các. Nó còn rất là đẹp luôn ha. Cây này thì đầu nó cũng lắc léo này, qua trái qua phải, ở giữa này trơn tru luôn ha các. Rồi về kích thước của cây này thì chiều dài của cây cần lắc léo này là 47,5 cm nha các anh. Cây này các anh liên hệ đến số điện thoại của em sẽ báo giá của nó ha. Mã số 15, một cây cần lắc léo hiệu Snap-on, đầu 1/2 của Mỹ. Vậy là em đã lên xong 15 mã hàng trong clip số 200 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một tối vui vẻ.